Cách chạy quảng cáo tiêu shop đơn giản, hiệu quả ngay trên điện thoại với mức chi phí cực kỳ thấp. Hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách làm sao để mình chạy quảng cáo tiêu shop và mình nạp xu như nào để được ưu đãi 28% các bạn nhé. Rồi mình bắt đầu luôn nha. Đầu tiên là các bạn hãy vào cái kênh TikTok của mình và các bạn sẽ chọn vào cái video mà mình muốn chạy quảng cáo. Ví dụ như là mình chọn cái video này chẳng hạn. Rồi, tiếp theo này là cái yếu tố đầu tiên để mình chạy được quảng cáo tiêu shop ấy, là cái sản phẩm của bạn đã được gắn vào trong video. Thì nếu mà bạn nào mà chưa biết cái cách để mình gắn cái sản phẩm vào trong video thì mình đã làm ở cái video trước rồi. Các bạn cứ bấm vào kênh YouTube của mình và xem lại video đấy nhé. Sau khi mà các bạn đã gắn xong cái sản phẩm vào trong video rồi ấy, thì các bạn thấy ở đây là nó có cái nút ba chấm này, các bạn bấm vào đây. Rồi sau đó thì các bạn sẽ bấm vào phần quảng cáo này. Đây, phần quảng cáo đây nhá. Đấy, mình bấm vào đây. Tiếp theo này, nó sẽ hỏi bạn là cái mục tiêu quảng cáo của bạn là gì. Thì nó có 3 phần. Thứ nhất là tăng cái tương tác nhiều hơn này. Cái thứ hai là thêm cái lượt nhấp vào liên kết sản phẩm. Đây nó chính là của TikTok Shop này. Cái thứ ba nó là nhiều cái lượt follow hơn. Thì các bạn sẽ bấm vào cái thứ hai nhé, để mình tăng cái lượt người ta bấm vào cái sản phẩm ở trong TikTok Shop của mình. Sau đó thì các bạn bấm tiếp theo này. Đấy, bấm tiếp. Và cái mục thứ hai nó sẽ hỏi mình là cái khán giả của bạn là những đối tượng nào. Thì cái thứ nhất là nó sẽ bảo mình là cái đối tượng mà mặc định vào TikTok. Nhưng mà các bạn cần bấm vào cái thứ hai, bởi vì là mình biết được cái đối tượng khách hàng của mình, cái insight khách hàng của mình là gì, thì các bạn sẽ chọn đúng nhé. Thì ở đây này, các bạn sẽ bấm vào khách hàng. Ví dụ như cái sản phẩm này của mình là cái đai nịt bụng latex chẳng hạn, thì mình sẽ bấm là cái đối tượng nữ và cái độ tuổi người sử dụng là bao nhiêu. Ví dụ như là độ tuổi của mình là bấm từ 25 đến 54 tuổi chẳng hạn nhé. Đấy, thì cái khách hàng của bạn nó rơi vào độ tuổi bao nhiêu thì bạn chọn đúng cái đối tượng khách hàng của mình. Và tiếp theo, sở thích của họ là gì. Ví dụ sở thích của họ là chăm sóc sắc đẹp này, và đi thời trang này, thể thao ngoài trời này. Đấy, thì nó có những cái sở thích nào của cái khách hàng mình thì các bạn chọn đúng cái sở thích đấy nhé. Sau đó thì các bạn bấm lưu. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ bấm tiếp này. Đấy, bấm tiếp. Thì ở đây nó sẽ hỏi mình là cái phần xu mà các bạn muốn chạy mỗi ngày là bao nhiêu. Đây này, các bạn thấy đây này. Ví dụ như là 800 xu một ngày là được ước tính khoảng độ tầm hơn 3.000 lượt xem. Thì các bạn lựa, ví dụ như là mình chạy trong vòng khoảng độ tầm mà mình cứ xếp trong vòng 7 ngày hoặc 1 tuần chẳng hạn nhé. Đấy, thì mỗi ngày mình chạy bao nhiêu xu. Mỗi ngày giả sử như mình chạy 200 xu chẳng hạn, thì 14 ngày thì nó sẽ hết 1.400 xu. Đó, sau đó thì các bạn cứ chạy với cái ngân sách bao nhiêu thì các bạn cứ set up ở đây là được nhé. Cái chi phí, cái phần xu này thì tí nữa mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách mà mình nạp xu như nào. Sau khi mà nạp xong ấy, các bạn bấm tiếp là nó sẽ chạy quảng cáo luôn thôi. Ok các bạn nhé. Rồi mình sẽ quay sang cái phần nạp xu cho các bạn này. Tiếp theo là mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách làm sao để mình mua xu chạy quảng cáo TikTok được ưu đãi 28% các bạn nhé. Thì các bạn sẽ vào cái phần Google của mình này. Các bạn gõ tiktok.com để đăng nhập vào cái tài khoản TikTok cá nhân của các bạn nhé. Thì mình sẽ chạy trực tiếp bằng cái tài khoản TikTok cá nhân. Rồi sau khi mà vào xong này, các bạn sẽ nhìn thấy bên cái phần hồ sơ của các bạn ấy. Các bạn chỉ cái chuột vào đây và các bạn bấm vào nhận xu này. Đấy, thì khi mà mua xu ở đây nó sẽ rẻ được 28% so với việc mà các bạn mua xu ở trên điện thoại. Đây, nó trên này nó cũng nói luôn này, tiết kiệm được 28% so với mua xu ở cửa hàng ứng dụng là ở trên điện thoại của các bạn đấy. Thì như lúc nãy là mình có thể thấy là mình mua hơn 3.300 xu thì nó hơn 1 triệu rồi. Nhưng ở đây là 3.500 xu là nó có 890.000 thôi. Thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều các bạn nhé. Mình có thể mua trực tiếp lại đây luôn. Các bạn bấm vào ví dụ như là 3.500 xu này, các bạn bấm mua ngay. Đấy, thì nó sẽ hiện ra các cái hình thức thanh toán cho các bạn. Thì các bạn thanh toán bằng thẻ này, thì các bạn có thể chọn vào thanh toán bằng thẻ hoặc là chuyển khoản ngân hàng hoặc là ví điện tử. Thì các bạn cứ nhấp trực tiếp vào những cái hình thức thanh toán phù hợp và các bạn điền cái thông tin vào là xong rồi nhé. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video này hay thì đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ cho bạn bè để chúng ta cùng học nhé. Chào các bạn.